Nói. Anh ơi, ra đây là nhậu với anh Bảo với ông Trần. Nó giữa cái đồng hồ của Michael lì xì. Anh ra đi, anh đừng có buồn. Chờ anh buồn em giải quyết tất cả cho anh. Anh muốn gãy đâu hoài vậy? Đi chưa đi anh ơi, giữa cậu chắc tự gặp mặt lùn còn là ghét lắm mà. Nó gặp mặt đâu mà ai đưa là ghét. Cái bị xì chết đó. Mày hứa quốc ông ra chơi vòng cua, cả ngồi cả chờ gần chết. Chồng đó nè, đẹp trai không? Đẹp hơn ba mày nữa. Cái nhậu không? À, nhậu đây lo hết rồi nè. Không? Ra nhậu không? Ông đùi kiệm, không với tao. À, chị Xuân điện cho Tuấn Nguyễn nha, đó, kêu Tuấn Nguyễn ra nhậu mà. Cái nè, là anh ơi. Ra nhậu chơi anh. Dạ. Nhậu với anh Bảo nè. Không nói chuyện nó bị sự chết rồi. Còn sao chết dữ vậy trời. Qua rước nó. Đi gai giấc. Qua rước nó. Bà Trần nó nghỉ bậy bạ nha. Ai qua rước? Kêu Bảo Nguyễn 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 Nga thiếu quẩn này chứ. Giờ nó cầu rồi, bàn câu chuyện. Thôi, Bảo nói cho nó Nguyễn Nga bị chết nó bị quẩn. Hôm qua đậu kết thôi nó sao hôm qua nay nó đậu bùi nhùi chết đậu chết hay gì. Qua ba này ba bị quẩn chết. Chở ba qua đây ba bị hùng. Ba này giống Nguyễn bị hùng. Có hồi nào chị gọi nó quá nó chết không? Không. Ai biết? Má hổ qua hả? Hổ qua đó. Chị gọi quá, ngày chị gọi biết bao nhiêu cuộc nó chết là phải rồi. Chén này là khó chữa lắm nè. Bây giờ không biết chữa bằng thuốc gì nữa. Chúng nhau đi chùa đó không ảnh chợ đi đâu tụi tụi bay nói kiện á ơi hai ngày một đêm là chùa gì chỗ đó đó mà đi hai ngày một đêm ơi má khùng quá má đi chúng tao quá đi đi họ chồng con có Tuấn Nguyễn tặng như lấy sao sao trời ơi gái nhỏ có đẹp kêu ngủ cứng vậy thương quá dắt hai đứa con qua Hương Trần đây nè dắt hai đứa con qua Hương Trần lì xì con Quyền rồi đó mày ngủ vậy dắt qua liền trời ơi mai nghỉ làm qua mời qua nha mời qua nha mời qua nha chất lì xì nhiều chất nói đi đây mấy con này nghỉ ba nó không ngã bỏ rồi tao biết rồi chứ theo mẹ không có gì ăn hết á theo ba được ăn được nhậu được chơi nữa sướng lắm vậy mày làm ba nó đi hôm nay nè lúa nè vậy đây nè má nói đi ba ơi ba mày hôm nay bị khùng nhảy lầu rồi kìa mày chạy ba qua ba mày liền coi nhảy lầu có cái anh kia anh nhắn tin anh hỏi em á Thư ơi có cái anh kia anh nhắn thư anh hỏi Thư hôm bữa kêu giá 2 triệu anh đồng ý rồi kìa ôi ghê vậy giá 2 triệu đồng ý là Thư ơi có kèo có kèo mày chơi có 2 triệu hả à? Mày không có má mày vậy ai đi giờ anh Hân liên hệ anh Hân mới viếng tại cỡ mà xin đi sắm vàng rồi bả sắm cây ra cánh nửa làng ngày mai con nghe con mặt đầm quá mẹ nhớ mặt đầm nha để mẹ tẩu con con trời ơi mặt đầm luôn trời ơi trời ơi mặt đầm ở ba mày cao cầu chù mà đâu có mặc đồ đâu mày đem đi mày mặc đồ nè mày thấy ba mới mày chưa đẹp trai lắm ba mới ba mới đó mới tua bữa con nghe con thấy rồi đẹp trai không ba mày biết chơi ba mày đâu có bắn máy bay đâu ba mày bắn tới luôn nè có gãi gì chứ trời ngứa quá nó lộn ra nó lâu lại luôn á còn bây giờ tài tay gì luôn á không phải giống chơi đâu á ngồi lột bì ghẻ hoài nó đường mà tay cho mày uống nước để lọt mà sao mày ngộ ghê vậy nha đừng có gãi đó tha tha thôi vậy bỏ hai bao lì xì sẵn đi ra ngoài ra da chất muốn cắn lưỡi với con Quyền rồi đó
cắn lưỡi với con là như bị lì xì á con Quyền á. Cắn trái ớt, con cắn trái ớt. Cắn trái ớt 200 này đó, bán cô đầu năm nữa mà. Ngày mai anh không khai trương mà. Ờ, mới đi mua vàng mà khai trương về mới mùng 10. Cá lóc heo quay. Mai là ổng vừa đi mua vàng, vừa đi khai trương, khai trương bán khô luôn. Rồi, sẵn tại khai trương bán khô luôn. Đi lụm lúa mà. Hỏi Thư mai khai trương cho khách gọi á. Ờ, chiều nay con đi lụm lúa rồi. Ủa, mày đi ai vậy? Đi bà. Đi với chồng con, đi với ai trời. Rồi, chiều nay đi lụm lúa rồi, chơi đi lụm trần. Vô coi mắt chồng nữa thôi. Có thì có chồng thiệt không trời? Nó mời lụp lúa nè. Hôm nay. Trời, hôm nay mới mùng 9 lụp lúa. Khai trương rồi, hôm nay khai trương khai trương mà. Bữa nay đi có được rút lì xì á. Phải rút lì xì á, thiệt. 7 người đi được rút lì xì 1 kẹo. Thôi, thiệt luôn mà giấc. Đó, 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 đó. Đứa cho 1 kẹo à. Đó, bốc 1 phong lì xì 1 kẹo, 7 người đi là được 1 kẹo. Đó, nhường cho bà đó, cho bà bóc đó. Bữa nay là hải sản mới không đó. Đi không? Có đi không? Hôm nay đặng mới không luôn á. Hôm nay ăn cái cua tôm là mới không có giấm rồi. 250 giờ cho 250 vô lại đi, có 250 à. Cũng giống như kim tư lông thôi. Ăn như là 240 mà. 240. Đâu có lên giá đâu. Bữa anh coi sao mà nói làm chạy qua không có. Trời ơi trời. Có trên mạng, coi trên mạng có. Có mà sao. Có mà. Khai trương quá. Bữa ảnh coi trên mạng mùng 6 có. Chạy qua đóng cửa luôn. Cô chạy dưới chừng dậu gọi đi tôi quành về nè. Dù mà bữa nay là chắc cú rồi. Bữa nay là khai trương rồi nè, bữa nay là mở chắc chắn rồi. Trời, chắc kêu không chần bao đi. Không chần bao đi. Không chần, ra đi. Xây cua đi. Xây tua đi. Ẩm hiệu. Ấp hơi đi anh. Bữa nay bao lắm có 2 triệu chứ nheo. Nay chần bao xong rồi mốt là chức bao, sân bao, tới dậu bao rồi mới tới con. Vậy đó. 2 triệu trước đi anh. Thôi bao qua bao lại mắc công quá, giờ thương ai nó lo đi cho khỏe. Trời ơi, càng chơi tiền quá. Ẩm em đi anh. Ẩm em đây nè, có ba ẩm em nè. Má đâu khoái đi ngủ lại luôn à, đi ha. Hai lần ngủ lại mà má này nè. Ta đi ta có tâm, tối ta ngủ ta xin. Má là mình, đi gì mà ai đem. Là khuya đi, về đi vô đó xin ai? Gì vậy? Nhớ không? Chết. Ngủ lại không? Ở đi chùa xong rồi cái đêm 12 giờ mới ra ngoài chỗ nghĩa địa mới xin số nữa. Có tâm mình xin, nó có số gì ngoài xuống xác. Có chơi đầy đâu. Đồ ai nói này nói, lỡ chơi chơi lén làm sao? Chết, nhắn tin cho Tấn Nguyễn hay chết. Trời ơi, nhắn nó gặp sao mặt tôi. Sao tôi vừa vợ mà tôi vui vậy anh rồi buồn vậy? Bây giờ con ghi âm cho chất nè, chất qua nói chuyện đi. Rồi gửi riêng cho ảnh. Hả, tại bà Sương là mà anh buồn. Anh nói đi nè, tôi chị bà Sương. Rồi, nói đi. Nói. Anh ơi, giờ đây là nhậu với ông Bảo với ông Trần. Nó giữa cái đồng hồ của Michael lì xì. Anh ra đi, anh đừng có buồn. Chờ anh buồn em giải quyết tất cả cho anh. Anh muốn gì được nấy nha anh. Trời ơi, nhà ngoan quá vậy. Có cho con chó ăn chưa? Đừng nghĩ quẩn nha anh. Anh đừng nghĩ quẩn nhảy lầu nha, còn nghiệp em. Em muốn vòng đời mới lấy anh nha, chưa được ba chiếc vòng. Qua nhớ trả ba chiếc vòng nha, quýnh mấy chết. Trả vòng xong đi, uống nghĩ quẩn gì nghĩ quẩn. Trả vòng xong đi, mày với con Pin muốn nhảy lầu chỗ nào nhảy. Pin nhảy ngay chỗ cầm mãi dao tớ. Còn có thiếu thử vào chứ có luôn đi. Tình cử 4 tuần nha anh quên hả, bỏ chứ nhớ tình cử cho em. Trả vàng với tình cử cho em đầy đủ hết là muốn đi đâu đi nha. Trả vàng, trả tiền đầy đủ đi đâu đi nha, đừng đưa rẫn nha anh. Cục vàng ơi, cục vàng. Rồi nghe xong đoạn ghi âm này nhớ gọi lại cho em nha. Chết. Mà nó băng bù thiệt á, chết mấy giờ. Đi chùa đó linh lắm á. Rồi, đoạn ghi âm đi vô lắm đi xem, cha còn xế đi giỡn quá đã. Không má không có kêu má này nè, chán quá. Thôi đi chùa Mỹ Tho đi, chùa Mỹ Tho bữa ông Vinh dắt đi đẹp á. Là ở đâu? Mở đầu đi chùa Liên Hoa, sẵn đường nó đi luôn. Đi 2 ngày mình đi 2, nếu mà đi 2 ngày mình ghé nó luôn. Đi 2 ngày tại, hả? Mỹ Tho với Tiền Giang hay đi một lần. Đi chi mà 2 ngày dữ vậy, ai biết. Đi đâu mà 2 ngày dữ vậy bà. Chứ bà ngủ mấy giờ dậy? Chùa Mỹ Tho là chùa Liên Hoa hả? Ngủ mấy giờ bà dậy? Không, chùa Liên Hoa là ngày giờ này cứ dậy rồi nè. Giờ này dậy đi lên đó, rồi đi đâu thì mấy giờ. Hôm qua anh về quá trời đó, mấy chục trình nào đó. Chùa Liên Hoa chùa mấy giờ. Ở đó đó.
linh lắm, sao ta đi chùa quá quá trời luôn. Nước chứa này xin là giúp xuống vô xin số đề chúng bữa chung là chúng nè về đây ông bạn với bà Trần đi để lụm từng đứa thầy đó là gì về bà xuống bà xuống với bà vừa đi qua với bên đó chị Thảo đúng không bà cầu số về đánh đề chúng đúng không bữa nay đi lại đúng không nói không chính xác hay không cầu sức khỏe ông cầu đánh đề chúng chúng xong rồi xài ngày cũng hết tiền đúng má cái chùa gì mà ăn cắp cái cây như quỷ vậy đó chứ có lấy không không mới vô lấy là vợ của Ngân Trần lấy chứ ôi ghê vậy có nữa ôi vợ Ngân Trần lấy hả ở Trần này nhỏ bề đề tình chàng quái chàng với luôn ê con Hương hôm qua kêu mày á cho nó chay dầu Hương băng nhà đất á thôi dẹp bà có băng bên đi thôi đừng nhắc tới bà nữa bà nói bà giúp cho chức 5 triệu rồi tiền mấy cái số đó mẹ mày ai đứa mày đóng tù gài ta vô bán số trời ơi chùa đó mới lú đầu già tính đi mua chân chơm gạch đó nó khoái mình kéo cơm mình xuống Sài Gòn á xuống cuộn quải cơm bà chất thổi hoài à cái hỏi qua tới khu phương đi kiếm nó đi cười chết luôn nhớ năm ngoái ông Vinh ông chở đi chùa ở Bến Tre mắc cười ha đi chùa nào ra ra cái biển gì đâu á chưa hay biển Bình Đại á đúng rồi dơ trời ơi dơ. Ông Vinh không phải biển nó dơ mà biển nó đúng biển sình anh nó giống như là biển ở dạ biển Nuôi Nghêu á Nuôi Nga nó là cửa sông với là cửa biển luôn ăn uống gì đâu ngồi trên sình không mà sao ngồi đi chỗ khác ăn luôn nó giống như Cần Giờ vậy dạ đúng rồi đi chang Cần Giờ đó ông ngồi dẫn từ đó một rồi nói gì đâu không có muốn tình nghĩa gì hết tình nghĩa tối ngày nhắc ba vòng hoài nói quá theo bảo giờ nó bỏ làm gì theo con bỏ nói chứ đừng có gãy nữa rồi tao chắc nó bậy bạ hoài gãy hoài nó chảy máu gãy nhẹ thôi gãy rồi cái kiểu như nhẹ thôi anh đi đâu hoài vậy anh tôi nó mở ngô tàn nói gì vậy anh và anh tôi màu đỏ đỏ không chạy cầm để chiều chống cánh tiền chống xấu cho nó 200 triệu kiểu như má canh mà chủ qua còn khó chơi chứ có bán một bán vé số không biết nhiều năm mà thì chưa thấy chúng chưa có một con dầu rồi nữa mà ê hôm nay đánh 71 thì tôi chung cái nào đâu người ta chửi hoài một hai cờ nãy đi ngang gặp người còn với số quá trời này có bán với số không chất chưa biết 4 giờ đặt 37 đồng hồ ổn quỳnh ra sao không lấy con gì đâu má bà không có cho con cầm lấy đâu không có đâu sao bạn tin bà hỏi con quỳnh đi hỏi con quỳnh có kể má sáu nghe hết trơn rồi tự nhiên kể má sáu bà không có giao chơi gì nữa, bà nói rồi, bà nói thẳng rồi. Bà muốn cái gì gặp tao. Bà không lấy là tao lấy nha, có phận cầm nha. Đúng rồi, cầm. Bà giàu có, bà mạnh mẽ lên, ok, ai nói đúng, nói sai thì sai, ok, mình đúng là mình cứ làm thôi. Ba nói chuyện không có sợ ai hết á. Ờ, đúng rồi, đúng, chính xác. Vậy mới làm ông cầm của ông Trần chứ. Cầm của ông Trần cũng vậy. Đúng không? Rồi, giờ bây giờ á. Nói chuyện với bà là chuyện của tao với bà không có mắc mấy gì tới ai nữa. Đúng luôn. Rồi đó, con gì Quỳnh là đại tử của ông cầm đại tử à.